아니. Một ký bao nhiêu? 80. 80. Ồ. Ăn rắn lên đúng không? Hử? Rắn là ngon. Này, he says makes for more delicious. Rắn à. À. Rắn luôn. Wow. À, chấm hồ tạc ăn là hết ý luôn á. Nương. 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 Ồ. Hỏi nương này chấm hồ tạc ăn luôn. Like sashimi. Sashimi. Sashimi comes to. Cho chị thêm 20. Ủa chỗ này là khác, còn cái chỗ mà nó thạnh quá nó bán ngoài đường là khác nữa phải không chị? Đó bán ngoài đường, bán ngoài đó. Mới giờ vô đây 2 năm mà 3 năm. À giờ vô phải không? Giờ vô. Phải cũng mấy năm rồi. Phải mấy năm mới đi rồi vô đây nè. Ông sâu. Mất tiêu phải không? Mất tiêu chứ. Đó bán ngoài đường. Ở đó bán ngoài đường phải không? Ở đó bán ngoài đường. Mà lần đi là ghé mua chỗ. Dịch bớt không? 103 103 không mà mắc gì nó bán cho nhỏ. Bữa nay không có dịch lâu á, 103 là bán gì giá cao quán á. Hai con để cho 250 đi, chứ không có dịch nữa. Thank you.
lâu luôn. Mình để hài vậy đó không? Con rắn bao nhiêu? Rắn độc quá. 900 tí. 900. Per kilo. Per kilo. Yeah. Cái này, một cái này rẻ nè. Để lẻ hơn, lẻ hơn. Cái này 450 tí, còn nó ra 900. Một con bao con đó mấy ký? Over 2 kilo. Oh. So around 2 million. Yeah. 3 ký. Oh. So over $100. Yeah. So, Baki.
아메리칸 치킨.